6. Quảng Nam FC, Bình Dương, xứ Quảng tìm đường thoát Thể thao văn hóa, Việt Nam, để tạo điều kiện thuận lợi cho Bình Dương thi đấu tại đấu trường AFF cup nên trận đấu này được đôn lên đá vào giữa tuần. Còn với đội chủ nhà Quảng Nam, việc thi đấu sớm không gây ảnh hưởng gì nhiều bởi vòng 13 trở lại sau hơn 10 ngày V, lịch tạm nghỉ. Quảng Nam đang hào hứng sau trận thắng giải hạn trước Hải Phòng, họ đang thu mình cho cuộc tiếp đón đội bóng đất thủ chiều nay, đội khách đang ở vào tình cảnh nặng gánh hai vai nên ít nhiều có thể trông chênh về cả tâm lý lẫn lực lượng. Để có kết quả tốt nhất ở đấu trường quốc nội và quốc ngoại, họ buộc phải tính toán đấu pháp và sử dụng nhân sự một cách hợp lý. Tuy nhiên, Bình Dương mùa này không có chiều sâu lực lượng, điều đó được thể hiện những kết quả tương đối phập phù kể từ đầu giải. Trong chuyến ngược ra chung, làm khách tại Tam Kỳ lần này, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn không có tiền vệ Lê Tấn Tài và hậu vệ Hồ Tấn Tài do nhận đủ thẻ vàng. Đây là tổn thất khá lớn đối với Bình Dương. Hồ Tấn Tài đã có được hai bàn thắng hậu vệ này vừa góp mặt trong thành phần đội U23 Việt Nam đã giao hữu cùng Myanmar hôm rồi. Còn lão tướng Lê Tấn Tài vẫn có đóng góp cho lối chơi của đội bóng đất đỏ miền Đông. Chiến thắng ngọt ngào trong trận đấu đá như lên đồng trước Hải Phòng trên sân khách đã giúp Quảng Nam bừng tỉnh. Trên một tỷ đồng tiền thưởng được giải ngân sau trận đấu đã kích thích tinh thần của đội chủ nhà Quảng Nam lên mức khá cao. Tiền tươi thóc thật như thế đang làm cho họ khí thế trước cuộc tiếp đón đối thủ ở vòng 13 này. Quan trọng hơn, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho thấy cái câu, thay tướng đổi vận đã có hiệu ứng tức thì trong khi đối phương bị sức mẻ lực lượng thì Quảng Nam bảo đảm được quân số, Đinh Thanh Trung, Hà Minh Tuấn, Quốc Chí đang tìm lại được phong độ cao, chính Minh Tuấn đã lập cú đúp, còn Quốc Chí ghi bàn còn lại trong chiến thắng đó. Trong những ngày qua, sân Tam Kỳ thu hút khá nhiều ngoại binh đến thử việc, điều này cho thấy đội bóng xứ Quảng đang quyết tâm thay máu ngoại binh trước khi giai đoạn lượt về diễn ra. Dù vị trí trên bảng xếp hạng cách nhau vài bậc nhưng rõ ràng cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và Bình Dương rất khó đoán định sân nhà chưa hẳn là lợi thế lớn cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khi mà từ đầu giải họ mới có một chiến thắng, thua hai, còn lại là hòa. Đáng lo nhất đối với Quảng Nam nằm ở hàng phòng ngự, cho dù họ giữ sạch lưới trong trận đấu với Hải Phòng, bởi trung vệ Thiago đang đá không tốt. Trong khi đó, hàng công của Bình Dương rất chất lượng với hai chân sút vừa ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam và đội U23 là Anh Đức và Tiến Linh, chưa cải thiện nhiều vị trí trên bảng xếp hạng. Nhưng chiến thắng ở vòng 12 vừa qua chắc chắn sẽ giúp thầy trò ông Vũ Hồng Việt tự tin hơn trong chặng đường sắp tới và khi con tim đã vui trở lại, những đôi chân của Claudette Chia, Minh Tuấn, Thanh Trung Át sẽ thanh thoát hơn. Dù sao thì chiến thắng đầu tay của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt với Quảng Nam cũng chỉ là bước khởi đầu. Mùa giải vẫn còn khá dài và những thử thách đang chờ họ ở phía trước trong trận thủy chiến trên sân Tam Kỳ ở mùa giải trước. Một bữa tiệc bàn thắng đã diễn ra, có phần điên rồ và đầy ngẫu hứng của cả hai bên. Cả bốn lần Quảng Nam vượt lên dẫn trước thì gần như ngay lập tức đều Bình Dương gỡ hòa một cách khá dễ dàng. 19 giờ ngày 13 tháng 6, Hà Nội, Sài Gòn đá về, lịch. Nghĩ về AFC Cup năm trước là cuộc đối đầu giữa người tướng già Hoàng Văn Phúc và người cầm quân còn trẻ Trần Minh Chiến. Nay cả hai vị huấn luyện viên này đã không còn nắm quân ở đó. Hôm nay, liệu khi được bơm những liều thuốc cả tinh thần lẫn vật chất kịp thời như thế, huấn luyện viên trẻ nhất V. Lịch lúc này có tiếp tục đưa Quảng Nam thoát đi an toàn hay không? Vũ Hồng Việt khi cầm quân vẫn được dân trong nghề gọi bằng cái tên Việt. Đỏ, chiều nay, ông có. Đỏ, Trần Tuấn thể thao văn hóa. Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho Bình Dương thi đấu tại đấu trường AFF Cup nên trận đấu này được đôn lên đá vào giữa tuần. Còn với đội chủ nhà Quảng Nam, việc thi đấu sớm không gây ảnh hưởng gì nhiều bởi vòng 13 trở lại sau hơn 10 ngày về lịch tạm nghỉ. Quảng Nam đang hào hứng sau trận thắng giải hạn trước Hải Phòng, họ đang thu mình cho cuộc tiếp đón đội bóng đất thủ chiều nay. Đội khách đang ở vào tình cảnh nặng gánh hai vai nên ít nhiều có thể trông chênh về cả tâm lý lẫn lực lượng để có kết quả tốt nhất ở đấu trường quốc nội và quốc ngoại họ buộc phải tính toán đấu pháp và sử dụng nhân sự một cách hợp lý. Tuy nhiên, Bình Dương mùa này không có chiều sâu lực lượng, điều đó được thể hiện những kết quả tương đối phập phù kể từ đầu giải. Trong chuyến ngược ra chung, làm khách tại Tam Kỳ lần này, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn không có tiền vệ Lê Tấn Tài và hậu vệ Hồ Tấn Tài do nhận đủ thẻ vàng. Đây là tổn thất khá lớn đối với Bình Dương. Hồ Tấn Tài đã có được hai bàn thắng. Hậu vệ này vừa góp mặt trong thành phần đội U23 Việt Nam đã giao hữu cùng Myanmar hôm rồi còn lão tướng Lê Tấn Tài vẫn có đóng góp cho lối chơi của đội bóng đất đỏ miền Đông. Chiến thắng ngọt ngào trong trận đấu đá như lên đồng trước Hải Phòng trên sân khách đã giúp Quảng Nam bừng tỉnh. Trên một tỷ đồng tiền thưởng được giải ngân sau trận đấu đã kích thích tinh thần của đội chủ nhà Quảng Nam lên mức khá cao. Tiền tươi thóc thật như thế đang làm cho họ khí thế trước cuộc tiếp đón đối thủ ở vòng 13 này. Quan trọng hơn, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho thấy cái câu thay tướng đổi vận đã có hiệu ứng tức thì. Trong khi đối phương bị sức mẻ lực lượng thì Quảng Nam bảo đảm được quân số. Đinh Thanh Trung, Hà Minh Tuấn. Quốc Chí đang tìm lại được phong độ cao, chính Minh Tuấn đã lập cú đúp, còn Quốc Chí ghi bàn còn lại trong chiến thắng đó. Trong những ngày qua, sân Tam Kỳ thu hút khá nhiều ngoại binh đến thử việc. Điều này cho thấy đội bóng xứ Quảng đang quyết tâm thay máu ngoại binh trước khi giai đoạn lượt về diễn ra. Dù vị trí trên bảng xếp hạng cách nhau vài bậc nhưng rõ ràng cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và Bình Dương rất khó đoán định. Sân nhà chưa hẳn là lợi thế lớn cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khi mà từ đầu giải họ mới có một chiến thắng, thua hai, còn lại là hòa. Đáng lo nhất đối với Quảng Nam nằm ở hàng phòng ngự, cho dù họ giữ sạch lưới trong trận đấu với Hải Phòng, bởi trung vệ Thiago đang đá không tốt. Trong khi đó, hàng công của Bình Dương rất chất lượng với hai chân sút vừa ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam và đội U23 là Anh Đức và Tiến Linh.